vị biết ở đây là đâu không? Thôi không để quý vị chờ lâu nha, em xin chia sẻ luôn. Quý vị, nó không có phải giống như biển Vũng Tàu, Nha Trang, Phan Thiết hay Đà Nẵng, nước nó không có trong. Wow, đại bàng nè quý vị. Wow, chụp hình cái coi. Wow, con này có đại bàng hả? Ui, ghê quá vậy. Ui, cái móng nó ghê hả? Quấu như cái khối thịt luôn hả ta? Vậy hả? Wow, bữa nay mình may mắn chưa các bạn? Wow, đó, đại bàng tới có nghĩa là gì? Nghĩa là điều may mắn tới đó. Ôi hello, chào cả nhà người bà công nha. Dạ thưa cô chú anh chị và các bạn, hôm nay em xả chạy, em đi du lịch biển bữa nha. Đây, phía sau lưng của em là biển nè quý vị, mênh mông luôn ha. Wow, quý vị biết ở đây là đâu không? Thôi không để quý vị chờ lâu nha, em xin chia sẻ luôn. Đây đây là biển Gò Công, biển Gò Công đó. Thì ở đây á, gọi là đường bờ đê biển. Nếu mình đi thẳng cái đường này đó, là đi về khu du lịch Tân Thành đó quý vị, thẳng này vô. Thì bây giờ ngày này á, quý vị thấy không, buổi chiều á, bà con đa số các bạn trẻ ra đây ngắm biển không vô mát rất là nhiều. Ồ, thấy không, quá đông luôn. Ồ, biển Gò Công thì nó đặc biệt là gì vậy? Nó không có phải giống như biển Vũng Tàu, Nha Trang, Phan Thiết hay Đà Nẵng, nước nó không có trong, nước nó đục. Đây thấy không, nước đục ngầu à. À, không có bãi cát trắng xé gì đấy. Đường cái mờ đê á, đường đê này là được làm những cái gành đá nè, mình đi xuống cũng rất là dễ thoải mái. Quý vị có nghe tiếng sóng biển không? Đó. Lên tới luôn. Không biển á, nước đục ngầu à. Cái này là biết lý do sao không? Cái này là biển Gò Công đặc biệt á, là biển gọi là biển phù sa, ở hai cửa sông, cửa đại với cửa tiểu, nó dòn ra nên nước biển có màu vậy. Đó, bây giờ em đặt vé em đi du lịch nha. Một chút xíu em sẽ chạy dọc cái đường cho mọi người thấy quang cảnh bà con mình rất là đông. Đông lắm, rất là đông. Đây, nếu mình đi thẳng cái hướng này là mình đi về Dầm Láng á quý vị. Ở đây người ta gọi là biển Rạch Bùng. À, buôn bán hàng ăn hàng uống mọc lên rồi đó. Đó, bà con mình ở phương xa mình có thể nhớ về biển Gò Công à. Rồi ok, bây giờ em sẽ quay cho quý vị thấy cái đường à nghe. Ở đây gọi là biển Rạch Bùng á, nhưng nó là thật sự nó là biển Gò Công. Ồ ghê đó, mọi người ra đây hóng mát rất là nhiều. Chiều này chưa đông đâu, mấy bữa thứ bảy chủ nhật á, bà con ra đây rất là nhiều.
ở các xã lân cận về đây không á. Mùa dịch này khỏi đi Vũng Tàu luôn, khỏi đi Phan Thiết, xuống đây là có biển luôn. Bà con nào muốn gửi vô biển thì nhớ comment cho em biết để em gửi ít vô biển nha. Ủa, quá bạn trai này là có con đại bàng nữa nè. Không, này đại bàng cái gì vậy? Wow. Quay luôn, quay. Wow, đại bàng là quý vị. Wow, chụp hình cái coi. Wow, con này gọi đại bàng hả? Ui, ghê quá vậy. Còn cái móng nó ghê vậy, giống như cái thúi thịt luôn hả ta? Cái gì á? Vậy hả? Wow, bữa nay mình may mắn như các bạn. Wow, đó, đại bàng tới có nghĩa là gì? Nghĩa là điều may mắn tới á. Wow, cái con đại bàng này á các bạn, nếu mà đi theo mình chắc may mắn. Bé nó không có tay không kìa. Bé nó không có tay không kìa. Con đại bàng nó bắt chim mà. Con này tính ra bao nhiêu năm rồi ta? Cùng lớn luôn cả nè, chết rồi. Đó bị nuôi đâu vậy? À, bắt điêu rồi. Quá dữ. Má người nuôi cho mẹ còn má nuôi mắt hơn. Thôi bây giờ đi tiếp nha. Xem vô đồ một công là thấy cái clip này liền. Ok, mình đi tiếp nha.
Ai muốn coi gì người Gò Công là thấy liền. Like, subscribe kênh Angel. Được không? Hai bạn phải không? Đọc là tiếng Anh là Angel phải không? Có khi nào thấy tưởng đại bàng ở trong đây. Coi rồi. Sao vậy? Lôi theo quá. Lôi theo luôn. Bây giờ mọi người có biết cho rợ cái nha. Nó không rợ vậy. Đi ra đắng phụ phụ nữ gì mà. Quá. Lần đầu tiên trong đời mới thấy con đại bàng luôn á. Cho rợ cái được không ta? Cắn ráng chịu. Hả? Nó cắn ráng chịu hả? Cắn rồi. Cắn không? Cắn. Không có cắn anh. Lạ lạ nó cắn. Con của thằng Dương nó cắn cái mày kìa. Ồ nó kêu luôn, vô hai dè giỏi. Rồi chúc các bạn chúc các bạn vui vẻ nha. Rồi trở về vị trí cũ mọi người ơi. Đó mình chia sẻ không mọi người ơi, vui vẻ không. Ok thôi một vòng mình chia sẻ một vòng xung quanh khu du lịch biển, không phải gọi là khu du lịch đó, mà gọi là thắng cảnh biển ở Gò Công. Khu lịch thắng cảnh này chưa xuống tới dưới, thì hy vọng bà con mình có dịp nào ghé thăm ở đây để chiêm ngưỡng và tận hưởng không khí biển Gò Công nha. Thôi cảm ơn bà con mình đã xem video này, chúc mọi người có cuộc sống vui vẻ và bình an. Hẹn gặp lại ở đây nhé, chào tạm biệt.